Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ bắt đầu một cái tựa series mới nhé. Một con game nói chung là indie đi cảnh và nó cũng không có quá nhiều là cái cốt truyện phức tạp, giải trí thôi. Ra một người là độ khó bình thường. Hai em này đều là người Nhật hết, nhưng mà chọn em này, em này nhìn nữ tính hơn. Nói có chuyện cũng đơn giản là cái phần mở đầu vậy thôi. Em tóc đen thì chán về việc học, còn em kia thôi bỏ luôn, ngồi bấm điện thoại. Đơn giản là hai bạn trai của nó bị bắt cóc và nó bắt đầu là nó tìm cái cách nó đi kiếm lại. Ricky, I'll save you. Come in, Kunio. Girls, please take your seats. No, you take them. You can't silence love, Mr. Rudin. Một we'll find whoever took our boyfriends and beat them into the street. Ông thầy ông chỉ nói là mấy đứa này ngồi xuống thôi, mình yeah, tức quá nó cầm cái ghế nó phàn thẳng ông thầy. Cái này mình cũng chả biết nữa. Không biết là mấy thằng làm game nó có lười biếng hay không. Ui. Mà mấy cái mà hướng dẫn đồ nó đều là những nút bấm của Nintendo Wii Stick không à. Chết rồi. Đáng lẽ là mình phải bấm cái nút nào để cho nó xin tha rồi, nhưng mà tự nhiên mình lỡ mình đánh nó luôn. Thì mình chưa có quen lại mấy cái nút này. So what's the plan? Break out of school. Find our boyfriends and beat the life out of whoever took them. Good plan. Thanks. I just came up with it. Whoa, you are like crazy smart, Misako. Không có được đánh, bấm nút đánh nữa, nhưng mà buông rồi. Ui. Con này nó có cục xích được đã thì à, mình bấm dấu cách là nó lên điện thoại nó sẽ hướng dẫn cho mình một số map đi. Và đây là cái những cái status hay là item phụ. Còn cái phần này setting thì không nói. Rescue hình như là một số nhân vật mà mình có thể mang theo được thì phải. Để mình
ở đây nó không có chỉnh nãy à, mình cứ tưởng ở đây nó có chỉnh nút, nghĩa là setting cái phần bàn phím á. Nếu mà có cái đó thì mình để cho nó dễ. À có vụ ném nữa. Rồi. Để ném thùng rác giống như là bóp, tự bóp chính mình vậy. Tomorrow's lunch is vegetables and rice. Don't let those girls out of here. Ok, ông thầy hiệu trưởng kêu là không có được đem cái ra, để cho cái đám học sinh này ra khỏi đây. Là những cái thằng mà học sinh mà nó đang đánh mình là đám học sinh giỏi đây. Chết rồi, mạnh tay quá. I wonder who took Kunio and Ricky. I wonder who sent us that text message. Yeah, huh? Check your phone, Kyoko. For what? To find out who sent us that text? Oh yeah! It says, blocked caller. That's a weird name. Damn it! Of course it would be blocked. Oh, you know him? Come on. Ok. Trong thành phố này có tới 25 bức tượng, nói là mình phá 25 bức tượng đó mình lại đạt thêm một cái kỷ lục nữa. Nghĩa là đạt giống như là mấy cái kỷ lục ẩn vậy. Nhưng mà mình không biết là mấy cái đó nó có quan trọng không nữa. No. Đúng đấy. No. À, bấm chữ T. Rồi sao? Mình lỡ bấm ra ngoài luôn rồi. Those girls. Thought I smelled something. Hasabe, mommy. Hey, hai đứa này nó đang cà khịa nhau. Shouldn't you two be in detention or something? Mình nghĩ là hai đứa này sau này nó cũng là nhân vật quan trọng rồi, cho nên là nó mới có để nó vẽ hình đầu tư đầy đủ. And I'm ditching my school to hang out here. Have you two seen Kunio or Ricky? Just like every day. Every night, actually. They'd been kidnapped! I got a text! That must be so special for you. Sorry, girls, haven't seen them, but we'll, like, so let you know the second we do. Right, mommy? Con gái mà, cho nên là nó hay cà khịa nhau vậy. We gotta go beat up more people now. Laters. Đi xuống. Đúng rồi, bắt buộc là phải đi xuống dưới. Those girls seem nice. Yeah, but they're crazy. Oh? They think they're dating Kunio and Ricky. What? They better not be! Ồ, mình có thể triệu hồi ra con nhỏ kia kìa, hay gì vậy? I'll be a lot more broken if they ever touch my Ricky! Chia leader này. Today we're going to learn about chết rồi, đánh nó đá. Puberty. Puberty? But I don't know what that is. That's cause you're ignorant, Jimmy. Puberty stands for punching until bricks explode right towards you. Wow. Now do you understand? Not at all. Well, let's see if we can find someone to help pound the knowledge into your tiny brain. Mấy con chia leader này nó đánh nhiều. Glad to meet you, Timmy. You're so huge. All thanks to puberty. With enough effort, you can get as big as me. Give it a try. I guess so. You'll have to punch harder than that, Timmy. No. So weak. Puberty. Đùa. Ok, không sao. Nhưng mà mỗi lần chết á thì mình mất đi cái đám mà đệ tử triệu hồi. Cái đám đó, nó quỳ nó xin thua mình, đấy là nó mình có thể triệu hồi được nó được.
Unity stands for punching until bricks explode right towards you. Wow. Now do you understand? Not at all. Well, let's see if we can find someone to help pound the knowledge into your tiny brain. Golly gee, is that... Which way are we headed? Downstairs. We'll exit through the front. Great plan. I just hope Miss Susie's not here today. Oh, jeez, what if she is? You're gonna let a 300-pound security guard stand between you and Ricky? No. No. Đó rồi, mình lỡ mạnh tay quá. Nãy con kia nó cầu xin. Ok, những cái đứa nào mà nó kiểu như là nó không muốn đánh nhau với mình nữa là khi mà mình đánh nó là nó sẽ giờ nó đỡ vậy thôi. Show your school spirit by destroying those girls. Cũng này nó bị khóa rồi là bắt buộc là mình phải hạ những thằng này thì mình mới có thể qua màn được. Hãy nhờ đánh nhiều á, lên cấp rồi từ từ là hình thành được nguyên cái combo luôn. Ok, nó quỳ rồi. Xong. Xong mình thu phục được một thằng rồi. Đơn giản là những cái nút bấm hiện trên đây nó lại là của Nintendo, nhưng mà mình lại chơi bằng PC cho nên là nó hơi khác biệt một chút. Đó, triệu hồi nó ra rồi. Khi mà mấy bạn mà đập mấy đứa này mà nó choáng là nó choáng một lúc lâu là nó sẽ quỳ xuống, kiểu như là còn có một mình nó sẽ quỳ xuống, nó xin tha. Lúc này nó lại khóa màn hình rồi. Có chiêu mới, những chiêu mà Suicide Dive này. Ok, cái tụi mà chia leader tụi nó lại có khả năng đỡ hay nhỉ. Nghĩa là nó đầu tư cả những cái tụi mà lính lát này luôn. Đúng vậy nào. No sign of security. Maybe she's on break. Uh-oh. Ok, ra được tới cổng chính rồi. Misuzu. Out of our way, Miss Suzu! Yeah, we don't want to hurt you. Hurt me?
Hình như bà thì bọn thị trường ống cử bà này hình như là bà là gì là giám thị, giám thị. Flies are easy to hurt. As part of the school defense force, nhưng it's không có my cho job mình to keep idiots like you from trường này. Sneaking out of class. But you don't even go to this school. Shut up! I'm trying to earn extra money! Don't act like you're smarter than me. I've been in high school for 7 years. Ain't nobody bà smarter này, in school này, than trong Mizuzu. Trường này 7 năm rồi, giờ chưa có học sinh nào dám trốn ra khỏi đây. How dumb you are. We're getting out of this school right now. Ông Misako nói là nó cần phải ra khỏi đây nữa chứ. So go punch through another wall until you figure out how doors work. Nó chọc bà là cứ đi đấm thêm một bức tường nào đó cho tới khi mà học được cái cách mà mở cửa. Get over here. Ghê đấy. Nhưng mà đừng có ham đánh bả quá. Ở gồng siêu xe da lên nè. Boss mà không sao, không sao. Nói chung là đánh lần đầu để biết được cái cơ chế đánh. Chắc cái này còn phải kết hợp với nhảy nữa cơ. Ok, cuối cùng mình cũng hại được bả rồi. Quá khó, còn một thanh máu luôn chứ. You're embarrassing me. You dweebs are tougher than you look. Give me a real workout. I'd rather give you a hug. Ok, bà khen mình là khá là cứng. Stay down. Cho nên là làm, có thể làm bà bị thua như thế này. Got a real mouth on you. Must be why Kunio likes you. Have you seen Kunio? And Ricky? Yeah, but not around here. I saw them both in Crosstown yesterday, talking to someone creepy looking. Good luck finding your little boy toys. Bà nói ngày hôm nay không tìm được hai đó, nhưng mà ngày hôm qua bà lại thấy nó ở dưới chỗ Rockfall. Nói chuyện với ai đó rất là kỳ dị. Boys hate scrawny little bugs. They want a woman with meat on her bones. And I got all the meat. If you find Kunio and Ricky, you tell them Misuzu says, hi. Ew. Come on, Kyoko. Sorry for punching you so much. Ok, thì video này chắc mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nói hay nhớ để lại một like và share. Bạn đã chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí và nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.